Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin kính mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Phạm nhân Nguyễn Thị Sâm, trú tại Tam Thuấn, cùng huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đang chấp hành án chung thân vì tội giết người sau 17 năm lần trốn. Nạn nhân là cháu Hợp, là con riêng của anh Nhân, chồng Sâm. Trưa hôm ấy, khi gia đình anh Nhân dọn cơm ra ăn thì không thấy cháu Hợp đâu. Hàng ngày người lớn đi làm, thằng bé mới 5 tuổi này vẫn chơi tha thần quanh nhà. Sáng hôm đó, khi anh Nhân ra khỏi nhà đi làm, thằng bé vẫn còn chơi ngoài ngõ và bi bô chào bố. Gọi mãi không được, mọi người trong nhà bỏ cơm, hốt hoảng bố đi tìm khắp nơi, nhưng cũng không thấy. Mọi người chia nhau bổ xuống các bến xe ở khu vực nội thành Hà Nội, rồi có người còn lên biên giới Lạng Sơn, nhưng đều vô vọng. Mới sinh ra được ít ngày, cụ Hợp đã mất mẹ. Không chỉ có Nhân mà bố mẹ anh và mọi người trong gia đình, ai cũng thương thằng bé lắm. Vì thế, việc cụ Hợp mất tích một cách bí ẩn khiến dư luận ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội xôn xao. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, 3 năm sau ngày đoạn tang vợ. Qua mai mối, Nhân mới đi bước nữa, anh kết hôn với Nguyễn Thị Sâm, người ở bên Tam Thuấn, cùng huyện Phúc Thọ. Khi Nhân đón Sâm về làm vợ, năm ấy chị ta mới 20 tuổi, là một thôn nữ khỏe mạnh, chịu khó. Nhân hy vọng Sâm sẽ cảm thông, san sẻ với những mất mát mà bố con anh phải gánh chịu. Thế nhưng từ khi Sâm về làm dâu, chị ta sớm bộc lộ là một cô gái vụng về thô kệch, sống không được lòng bố mẹ chồng và mọi người trong gia đình. Không chỉ thế, đôi lúc Sâm còn đánh mắng cu Hợp mỗi khi nó nghịch ngợm, khiến mọi người bất bình. Vì thế khi cu Hợp mất tích, người đầu tiên trong nhà bị mọi người nghi vấn chính là người dì ghẻ này. Sáng hôm ấy, Sâm là người ra khỏi nhà cuối cùng. Tuy nhiên, Sâm bao biện rằng sáng ấy khi ra khỏi nhà để ra đồng bón phân, làm cỏ lạc, chị ta còn thấy Hợp chơi ngoài cổng. Đến trưa, khi Sâm làm cỏ lạc, có gặp chị Yên là cô em ruột của chồng, lấy chồng ở xã bên sang thăm mẹ đẻ nên cùng chị ấy về nhà. Những chứng cứ mà Sâm đưa ra cho thấy là chị ta ngoại phạm. 4 ngày sau, trong khi cơ quan công an cùng gia đình đang tập trung truy tìm cháu Hợp, thì chị Nguyễn Thị Rõ là người thôn Quế Lâm cùng xã Hiệp Thuận, trong khi đi cắt cỏ, bất ngờ phát hiện thi thể cháu bé xấu số, bị vùi lấp một cách sơ sài trong ruộng ngô trên cánh đồng bãi giảng. Liên quan đến vụ việc, trưởng công an huyện Phúc Thọ khi đó là người thụ lý vụ án nhớ lại. Sau khi khám nghiệm tử thi xác định, cháu Hợp tử vong do bị ngạt thở và chấn thương sọ não. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người man dợ rồi giấu xác cháu bé ngoài cánh đồng. Vụ án nhanh chóng trở nên một dư chấn ở Hiệp Thuận và vùng lân cận. Theo đại tá Dụng, khi rà soát các mối quan hệ của anh Nhân cũng như mọi thành viên trong gia đình anh, trinh sát không phát hiện có gì mâu thuẫn sâu sắc đến mức phải sát hại đứa trẻ vô tội. Trong khi đang tiến hành triệu tập các nhân vật nghi vấn để điều tra thì bất ngờ người trong gia đình anh Nhân chạy đến báo tin. Sâm cùng đứa con gái mới hơn 1 tuổi là con chung của chị ta và anh Nhân đã biến mất. Tập trung điều tra, cơ quan điều tra xác định kẻ gây ra cái chết của cháu Hợp chính là Sâm, người dì ghẻ ác độc. Hơn 2 năm trước, sở dĩ Sâm làm vợ kế anh Nhân bởi vì nhan sắc chị ta thuộc diện dưới mức trung bình. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có tới 5 chị em nên Sâm sớm phải nghỉ học từ năm lớp 6 để ở nhà cây lúa, trồng khoai, phụ giúp bố mẹ nuôi em. Đến tuổi cập kê mà chẳng có chàng trai nào trong làng nhòm ngó đến nên Sâm biết vận mình. Khi có người bên gia đình anh Nhân đến mai mối, chị ta nhận lời lấy anh. Mới lấy nhau hơn 2 năm, nhưng không ít lần Sâm bị gia đình bên chồng dọa đuổi khỏi nhà vì tội dám cãi lại bố mẹ chồng và đánh chửi con riêng của chồng. Bực tức với người vợ dám hỗn hào, đôi khi Nhân cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Sâm. Sau khi Sâm ôm con bỏ trốn, cơ quan điều tra đã tổ chức truy tìm ở tất cả các địa chỉ quen thân của chị ta và gia đình nhưng không phát hiện ra dấu vết. Lệnh truy nã Nguyễn Thị Sâm về tội giết người cũng được cơ quan điều tra phát đi toàn quốc. Thế nhưng thời gian cứ trôi đi mà không hề phát hiện tung tích của người dì ghẻ ác độc này. 17 năm sau, bất ngờ cơ quan điều tra nhận được một cú điện thoại gọi đến. Người ở máy bên kia là một phụ nữ.
Chị ta không cho biết tên địa chỉ của mình, chỉ cung cấp thông tin. Có một phụ nữ tên là Thanh, quê ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ, bị truy nã về tội giết người, hiện sinh sống ở thôn Kình Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Kẻ mang tên Thanh được xác định chính là Nguyễn Thị Sâm. Ngay sau đó, kẻ giết người đã xa lưới pháp luật. Câu chuyện sau đó đã được sáng tỏ. Khi về làm vợ anh Nhân, không phải chỉ chăm bẵm đứa con riêng của chồng mà Sâm còn phải sống chung với bố mẹ chồng là những người khó tính ra trường nên tạo cho chị nhiều ức chế. Phải cắn răng chịu đựng bố mẹ chồng đã đành, nhiều lúc ngay cả đứa con riêng của chồng, Sâm cũng không có quyền đánh mắng dạy dỗ khi nó nghịch ngợm, quấy phá. Ước nhất, mỗi khi bố mẹ chồng đánh mắng chửi, anh Nhân không bênh vợ mà còn hùa vào với bố mẹ đánh đập chửi mắng, kể cả khi chị ta mang bầu. Khi Sâm sinh con, chị ta cũng chẳng được nghỉ ngơi bồi dưỡng như những người phụ nữ khác. Ngoài làm ruộng, gia đình Nhân còn nhận gia công làm dây thừng. Mới sinh con nhưng Sâm vẫn phải thức khuya dậy sớm bện dây thừng để kịp thời gian giao hàng. Có bữa mệt quá tay vẫn còn cầm dây thừng nhưng Sâm gục xuống ngủ thiếp đi. Không thông cảm với vợ, Nhân lại cho rằng là Sâm lười nhác, xô vào đánh đập. Chị ta mang lòng thù hận chồng và gia đình nhà chồng là vì thế. Sáng hôm ấy khi đi bón lạc chồng ngoài đồng, Sâm gặp cháu Hợp đang tha thần chơi một mình ở đây. Thấy Sâm, cháu Hợp mé nheo đòi mẹ kế cho đi theo ra đồng. Quát mắng đuổi con về nhà nhưng cháu Hợp không chịu nghe. Tức mình, Sâm giang tay tát cháu Hợp một cái khá đau khiến cháu òa lên khóc nức nở. Sợ rằng cháu Hợp sẽ về mách bố mẹ chồng và chồng, Sâm móc trong túi ra một nắm ngô giang dỗ dành nhưng cháu vẫn khóc. Bực tức vì cháu không nghe lời cộng với lòng căm ghét con riêng của chồng, Sâm dùng tay bịt miệng cháu Hợp không cho cháu khóc rồi lôi cháu vào căn bếp của gia đình chị Tuyết gần đó. Kéo chiếc khăn bông đang đội trên đầu xuống, Sâm quàng vào cổ cháu Hợp siết chặt. Cháu Hợp bị ngạt thở, mặt mũi tím tái rồi lịm dần. Không dừng lại ở đấy, Sâm đập đầu cháu liên tiếp nhiều nhát xuống nền bếp. Chỉ khi thấy cháu Hợp không còn cựa quậy, chị ta mới dừng tay. Sau đó Sâm đến nhà bà gái hàng xóm, mượn chiếc cuốc rồi quay về nhà mình, lấy đôi quang gánh và hai chiếc rổ tre. Đến bếp nhà chị Tuyết, bình tĩnh cho thi thể cháu Hợp vào rổ, gánh ra ruộng ngô trên cánh đồng bãi giảng. Sâm dùng cuốc đào hố chôn xác cháu Hợp, phủ lên trên mấy lá ngô khô. Sau đó Sâm gánh đôi quang gánh về ruộng lạc của gia đình ở cánh đồng thôn Yên Dục để làm cỏ. Nhìn thấy chị Yên, cô em chồng trên đường sang thăm mẹ đẻ, Sâm gọi chị lại, kêu đợi mình làm xong rồi về nhà một thể, tạo một nhân chứng để chứng minh là chị ta ngoại phạm. Khi thi thể cháu Hợp được phát hiện, Sâm biết sớm muộn gì thì tội ác cũng bị lộ tẩy nên gói ghém một ít tư trang rồi bế đưa con gái mới hơn 1 tuổi ra ga Hà Nội lên tàu trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó hai mẹ con Sâm tìm đến Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Sâm lấy tên là Thanh rồi bịa ra một kịch bản khá bi thương. Do trẻ người nhẹ dạ, chót có con với một kẻ sở khanh nên chị ta phải tha hương cầu thực mà vào đây làm thuê làm mướn. May mắn, Sâm được ông Nguyễn Vũ, một người đàn ông mới mất vợ, nhận vào làm người giúp việc. Vậy là hai mẹ con Sâm có nơi tà túc. Thấy người phụ nữ trẻ khỏe mạnh, chịu khó thật thà, hoàn cảnh lại thương tâm, nên ông chủ nhà động lòng trắc ẩn, mang lòng yêu thương. Vậy là hai người nên duyên vợ chồng. Hai mẹ con Sâm được ông Vũ làm thủ tục cho nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của gia đình, rồi làm chứng minh nhân dân cho chị ta dưới cái tên là Nguyễn Thị Thanh. Không biết có phải là trả nghĩa người chồng tốt bụng, mà trong 6 năm sau khi kết hôn, Sâm sinh liền tù tì 3 đứa con trai cho ông ấy, cách nhau 2 năm một. Cứ tưởng như thế là hạnh phúc đã mỉm cười với Sâm khi tung tích được giấu kín dưới tên khác, sống cùng người chồng và 4 đứa con. Song thật trớ trêu, khi Sâm sinh đứa con thứ 3 được ít ngày thì người chồng thứ 2 cũng qua đời vì mắc bệnh ung thư. Thế là Sâm trở thành quả bụa cùng với đàn con thơ. Trong khi Sâm một nách 4 đứa con đang loay hoay xoay sở thì một thời gian sau có một người đàn ông thứ 3 tìm đến với chị ta. Ông ấy là Trương Văn Tuệ, một người dân Vĩnh Hòa. Hai người không kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng. Có nhà có cửa cùng với hàng mẫu đất của người chồng thứ 2 để lại, cuộc sống của Sâm cùng người chồng hờ khá ổn định. Tuy nhiên, nhiều đêm Sâm cũng chợt dần mình thức giấc, dằn vặt sợ hãi mỗi khi nhớ lại tội ác giết con chồng. Nhiều lần Sâm cũng định tìm ra đầu thú, nhưng chị ta lại không dám bởi lo cho đàn con nhỏ bị bơ vơ. Tưởng rằng thoát được tội ác năm xưa, không ngờ sau gần 20 năm trốn chạy, vào ngày 18 tháng 5 năm 2005, Sâm bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đàn con cùng bà con Vĩnh Hòa, những người từng cưu mang chị ta. Với tội giết người, Sâm đã phải nhận bản án tù chung thân.
Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.